trình Calendar Tri Ân Cộng Sự. Và chiều ngày hôm nay chúng ta đã có một cái chương trình tiêu điểm vô cùng máu lửa. Và tối ngày hôm nay để bắt đầu chính thức cho chương trình Calendar trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả các viên chúng ta cùng đứng lên tại chỗ được không ạ? Chúng ta sẽ có một màn khởi động, làm gì cũng phải khởi động đúng không ạ? Chúng ta xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng đứng lên. Chào đón tất cả các thành viên trong hệ thống salon tóc BDN tối hôm nay. Đêm nay là một đêm rất là tuyệt vời, vì đêm nay sẽ là một đêm sẽ có rất là nhiều sự kiện đặc biệt dành cho tối hôm nay. Hôm nay là ngày BDN xin cấp chứng chỉ nghề dành cho 12 bạn có mặt trong buổi tối hôm nay, là những bạn đã vừa tốt nghiệp khóa đào tạo tóc 2019-2020. Đây hôm nay, ngày hôm nay được tổ chức tại Resort Lan Rừng Phước Hải để với giảng các bạn, cũng như là cảm ơn những giảng viên thầy Phan Dương và thầy Nhàn Nguyễn. Thì trong buổi tiệc hôm nay có đông đủ của tất cả anh em thành viên của Salon BDN. Đây là một đêm để kỷ niệm bế giảng rất là tuyệt vời. Các bạn có thể cho một tràng vỗ tay được không ạ? Đã có những đóng góp rất lớn của thành công của hệ thống salon tóc BDN hôm nay. Vì một mình Bi không là chưa đủ. Ở đây có BDN có ngày hôm nay, đó là thành quả của tất cả sự cố gắng của tất cả anh em đang ngồi ở dưới này, và cũng như là những anh em đang có việc không có mặt được trong buổi tối hôm nay, đây là việc đáng tiếc. Nhưng hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các bạn được không ạ? Chỗ này lớn được không ạ? Lớn xíu đi! Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ không để mất thời gian quá lâu của các bạn, thì bây giờ Bi xin mời lên đây những bạn đã xuất sắc tốt nghiệp trong kỳ thi vừa rồi. Đầu tiên xin trân trọng kính mời lên sân khấu và chúng ta cho một tràng vỗ tay cho bạn Đỗ Anh Tiên ạ. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Nguyễn Long Sơn. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Nguyễn Ngọc Kim Trung. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Quang Huỳnh Đức. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Trần Trọng Phú. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Quân Tuấn Kiệt. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Phạm Thị Huy Duyên. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Trần Thị Hà. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Lê Trần Anh Tuấn. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Nguyễn Đa Minh. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Lê Huy Hoàng. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn cuối cùng bạn Nguyễn Tuấn Anh. Mời mời chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả các thành viên chúng ta đi ạ. Và ngày hôm nay có một số thành viên của chúng ta vì lý do cá nhân cho nên là không thể có mặt để nhận bằng được, cho nên là các bạn, một số bạn sẽ nhận thay. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời anh Bi sẽ cùng đại diện cho Salon Tóc BDN, chúng ta sẽ trao bằng chứng nhận cho tất cả các bạn. Xin mời anh. Yes. Và cái đây niềm vinh hạnh này Bi cũng xin nhường cho thầy Phan Dương, là người trực tiếp giảng dạy cho
Học viện Tóc Biên xin chúc mừng bạn. Xin mời thầy Phan Dương ạ. Được bằng đây là những cái bằng, những bằng có giá trị toàn quốc ha. Những cái bằng này có giá trị là chứng chỉ nghề chứ không phải là bằng của salon tự cấp. Và không mất thời gian quá lâu nữa thì bây giờ Bi cũng nói lên điều đặc biệt. Tối hôm nay là một đêm Bi muốn dành sự tri ân cho những bạn đã làm việc cho Bi, có những thời gian khó khăn đã vượt qua, cũng như đã là những bạn đã gắn bó với salon một thời gian rất lâu. Thì thành công hôm nay của Bi không bao giờ thiếu vắng những bạn này. Cũng như đã nói, hôm nay Bi sẽ tri ân cho những anh em đã gắn bó với Bi một thời gian rất lâu rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã gắn bó thời gian với salon từ 1, 2, 3 năm cho đến 4, 5 năm. Và đặc biệt hôm nay Bi muốn dành sự tri ân này dành cho những anh em đã đi với Bi từ 4 năm trở lên. Đây là một sự may mắn của Bi, một điều rất là tuyệt vời khi mà những anh em đã cùng cộng sự, những cộng sự đã đồng hành và tin tưởng người sếp của mình đã đi một thời gian dài như thế này. Đây là một điều không phải salon tóc nào cũng có. Thì đây là một sự may mắn và cũng là một niềm vui rất lớn dành cho Bi. Thì Bi xin rất là cảm ơn những anh em ở đây, đang có mặt ở đây và những anh em đang có mặt ở nhà, đang xem video trực tiếp này. Trong buổi tối hôm nay sẽ có những phần quà bất ngờ dành cho các bạn. Những ai lên đây nhiệt tình sau phần tri ân này, những bạn nào lên đây nhiệt tình đều có phần thưởng. Và những bạn nào
có mặt trong khán đài hôm nay đều sẽ có những phần quà đặc biệt và bất ngờ. Các bạn có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Thì hôm nay anh xin dành tri ân, xin gửi đến lời cảm ơn cũng như là một tình cảm anh không biết nói làm sao. Thật sự đây là những người em, những người em, những người học trò đã đi với Bi suốt 5 năm qua. Đây là một tình cảm thật sự là anh cảm ơn hai đứa rất là nhiều. Thành công của anh hôm nay không bao giờ quên hai đứa được, không bao giờ thiếu hai đứa được. Thì hôm nay anh xin dành
36 15 15 mời Ken lên đây Ken. À Sang, Sang, mời Sang. 15, ai nữa? Rồi mời ông lên luôn, đeo một tiếng, cánh trai cao to đi hơn lên luôn. Bao nhiêu rồi? 2, 4, 5 rồi. Tìm thêm một người cuối cùng nữa. Bao nhiêu, bao nhiêu? Số 5. Ông làm việc mình đi. Lên đây là không có vỗ nữa. Số 1. Để không đón được luôn đó. 2. 112. 115. Tôi xin lỗi mọi người vỗ để nghe. 80. 81. 86. 35. 32. 31. Ồ, dù này hay quá ta. Chết rồi, còn người không đem bắt được. Gọi là không thể nào thua được. 20. 1101. Đừng có vỗ nữa. Rồi ok, lại lại một lần cuối cùng nào. Nếu mà lần này không được nữa, chơi 5 người luôn. Tất rồi. 70. 71. Rồi có luôn rồi, xin mời. Xin mời. Đó, hay quá, mời bạn luôn nha. Một chèo bỏ đây, lấy cho 6 lần chưa. Rồi ok, cảm ơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia một game show vô cùng đặc biệt. Với game show này thì các bạn chúng ta cực kỳ đơn giản thôi. Khi nhạc nổi lên, các bạn chúng ta đã coi chương trình Rap Việt chưa? Đó. Rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tham gia một game show được liên quan đến rap. Và khi đọc một câu hỏi, bất kỳ một câu hỏi rất đơn giản thôi, ví dụ như là 1 cộng 1 bằng mấy? Chắc chắn bằng 2 đúng không ạ? Đó, rất đơn giản. Một câu hỏi rất đơn giản như vậy và ai cũng có thể trả lời được. Tuy nhiên, mình đọc rap những câu hỏi thì các bạn trả lời cũng phải đọc rap. Rõ mà, dễ không ạ? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ được đi làm quen với tất cả các bạn fan. Rồi xin mời bạn, đẹp trai cao to đen hơn, bạn tên gì? Đến từ salon nào? Em tên Tiền, em đến từ salon Bà Rế. Thôi nhìn mặt bạn là tôi thấy khoái rồi, đã tên Tiền. Cảm ơn bạn nha. Nhờ bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình. Đẹp trai quá. Rồi xin mời anh ạ. Em là Phan Dương. Anh Phan Dương, rồi anh đến từ chi nhánh nào? Học viện. Học viện, đây là thầy đúng không? Chúng ta chúc mừng các thầy đó, nhớ dài lắm. Rồi xin mời. Em tên Hoàng Sang. Hồi hộp dữ vậy. Đến từ đừng có nói quên chi nhánh mình làm đúng không? Có sếp ngồi dưới đó. 30 tháng 4. 30 tháng 4, vỗ tay à. Rồi chúng ta sẽ đến với bạn nữ. Xin mời bạn. Em tên Trương hả? Sao tất cả chiều lại chưa về với mình. Ơi, giới thiệu lại mình đứng từ chi nhánh nào? Đứng từ 30 tháng 4 rồi, xin mời bạn. Dạ, em tên là Tiểu Mội, em đến từ chi nhánh 30 tháng 4. Tên là Tiểu Mội luôn hả? Biệt danh mày hả? Mình cầm tên thật cơ. Ê dạ, Tiểu Mụi đó hả? Thiệt là bái phục sĩ tỷ đó. Tên thiệt, tôi hỏi tên thiệt. Tên thiệt của em là Hà đó bạn. Tên thiệt là Hà đó hả? Ê dạ, thiệt là bái phục sĩ tỷ đó hả? Rồi, xin mời bạn, một nữ rất là xinh đẹp. Dạ, bạn Ngân đến từ Bà Rịa. Bạn Ngân đến từ Bà Rịa, vỗ tay ạ. Rất là xinh đúng không ạ? Mỹ nhân thiên hạ đẹp vô kể, xinh đẹp như em được mấy người. Rồi, xin mời bạn. Em đến từ salon Bà Rịa, em tên là Phúc. Phúc. Dạ, yeah, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ 3, 2, 1, xin mời âm nhạc bắt đầu. Hey, lớn lên nào. Hey, 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 xin kính mời tất cả các thành viên cùng nhóm mây. Trả lời nghe rõ chưa? Ok. Ok.
người ta phải làm móng cho con ngựa. Tại nó dài quá. Tại nó dài quá hả? Tại chỉ có mong bạn một câu trả lời không liên quan. Tại sao người ta phải làm móng cho con ngựa? Bởi vì con ngựa không thể tự làm móng cho nó. Trời ơi, đơn giản quá. Rồi ok, mời mời bạn đi ạ. Câu hỏi dành cho bạn có nội dung như sau.
vật sinh sống trên trái đất. Con nào mới sinh ra đã có số. Không nhắc vào bạn ơi. Con nào mới sinh ra đã có số. Không thảo luận, không nhắc bài. Bắt được những cái con vật mà rung rợn nhất có thể.
À, chào chị. Chị cho em hỏi, trong tất cả các con vật, chị sợ nhất con gì? Cung chiếu. À, con cung chiếu hả? Sao biết anh rành dữ vậy anh? À, cái con cung chiếu đúng không ạ? Trời ơi, cung chiếu nhiều nhất chị ơi. Em bắt nhiều một rổ luôn. À, ok. Con gì cũng sợ hả? Con gì cũng sợ có phải thiệt không? Phải con gì cũng sợ không? Chị chọn ra một con mà chị sợ nhất đi. Con trai hả chị? À, chị sợ con trai. Con gì? À, ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? À, mời Trương lên đây giải thích con nói con gì cơ. Con cần phải bỏ vô học luôn không? Rồi xin mời chị chọn em một con nào mà chị sợ nhất đi. Rắn. À, con rắn, trời ơi. Sao mà lựa toàn con có không vậy? Giờ tiểu muội sợ rắn hả tiểu muội? Ok. À, toàn sợ cái con gì mà tròn tròn cũng dài dài. Biết lựa ghê. Rồi em quay mày Liên. À, con rắn luôn. Nhớ hết chứ, đi một ngày là nhớ hết à. Rồi mời Thảo đúng không? Em sợ nhất con sâu lông. Con gì? Sâu lông ngoan. À, con sâu lông. Rồi ok, bây giờ ban tổ chức sẽ mang lên đây một hộp bí mật. Và trong hộp này ban tổ chức chúng tôi đã bỏ trong đây rất nhiều những con vật rùng rợn và tất cả các bạn hồi nãy trên đây. Chúng ta nói con gì là có con đó, chắc chắn sẽ có con rắn. Nhưng mà chắc chắn có một điều là chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rắn độc, đúng không ạ? Chỉ có là rắn nước hoặc là những con chăn không cắn được. Tuy nhiên thì trong cuộc sống của chúng ta không có gì là hoàn hảo cả. Nếu mà chúng tôi bỏ nhầm một con rắn độc thì đó là một chuyện bình thường. Cho nên là ngày hôm nay nếu có vấn đề gì xin không cảm nhé. Trò chơi là trời cho nên là đã lên đây rồi không đi xuống. Ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi có bán bảo hiểm luôn, 50.000 một người có mua không ạ? Rồi ok, bây giờ xin mời đem lên đây 5 đồ bịt mắt. Rồi đúng rồi, thắm kiếm ra, đảm bảo là chúng ta không thấy gì nhá. Rồi ok, không thấy gì cả. Rồi cũng không thấy gì luôn. Rồi không thấy gì luôn. Rồi bây giờ Xin mời ban tổ chức, xin mời các bạn chúng ta lui về một bước. Và lưu ý luật chơi của chúng ta, tất cả các bạn trong quá trình chơi, từng bàn chúng ta sẽ thi đấu. Và các bạn chúng ta trong quá trình chơi, chúng ta không được phép mở đồ bịt mắt của chúng ta ra. Bạn nào mở đồ bịt mắt, bạn đó sẽ bị phạt 500.000 với trò chơi này. Đây là trò chơi đòi hỏi chúng ta phải thật sự nghiêm túc. Không có gì phải sợ đâu chị. Cũng chiếu thôi mà. Có gì đâu mà ôm chị kia dữ vậy. Ôm em nè. À, cưng phân thưởng hả? Phần thưởng thì một phần đây anh ạ. Dạ một phần đây, như em nói rồi, iPhone đó. Rồi bây giờ xin mời, đảm bảo nhau không mở mắt kính ra, không mở mắt ra. Rồi xin mời ban tổ chức mang lên đây ạ. Trời ơi ghê quá vậy. Không có gì cười à. Mở một chèo vỗ tay thật lớn đi ạ. Trong đây là con gì đây? Lấy bào em, lấy bào luôn. Lấy cái bào ra luôn. Có rắn. Trời ơi ghê quá đi. Thật là rùng rợn đó. Một con rắn hổ mang đang có mặt ở trên sân khấu với tất cả chúng ta. Tiểu muội có sợ không nữa? Sợ. Nó là sợ cái gì? Thảo sợ không? Có thấy gì đâu mà sợ. Và bây giờ luật chơi của tất cả chúng ta đơn giản như sau. Từng thành viên chúng ta sẽ có nhiệm vụ lấy vào bên trong thùng trong thời gian là 1 phút 30 giây. Thành viên nào chúng ta lấy được rất nhiều những dụng cụ ở trong này mà chúng tôi bỏ vào bên trong, thành viên nào chúng ta lấy một dụng cụ bất kỳ lên và chúng ta sẽ cảm nhận bằng tay, đơn giản không ạ? Chúng ta sẽ cảm nhận bằng tay và sau đó sẽ nói lên đây là vật dụng gì, những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Cho miếng nhạc rùng rợn như vậy. Và bây giờ tất cả các viên chúng ta sẵn sàng chưa? Một người thành với đòi hỏi sự can đảm đến từ tất cả các thành viên. Và để khích lệ tinh thần của tất cả các bạn, phần thưởng 500.000 ở trong ghế này cũng sẽ dành cho thành viên nào chúng ta giành chiến thắng.
có tinh thần hơn chưa ạ? Có tiền vô có tinh thần hơn chưa? Kể đi, mình sợ đi. Nó không mang, nó cắn cái mình có 500 ngàn, đúng không ạ? Cho nó cắn cái đi, có 500. Rồi bây giờ xin mời các bạn chúng ta lui về một bước. Lui về một bước đi. Rồi ok. Rồi cảm ơn nha. Bây giờ xin mời bạn bạn Liên trước đi. Ừ đúng rồi. Xin lỗi em nha. Từ từ. Rồi chúng ta cho một bàn vỗ tay thật lớn để cho các bạn nha. Ở dưới đây nó là cái hộp em nhé. Ở dưới đây con rắn hổ mang nó chỉ cách em có 50cm thôi. Và em chỉ cần khò tay, ôi dồi, em chỉ cần khò tay xuống dưới và lấy lên một dụng cụ bất kỳ. Và sau đó em sẽ cảm nhận bằng tay và em sẽ nói đây là dụng cụ gì. Có thấy được không vậy trời? Rồi ok, bây giờ chúng ta một chàng vỗ tay nữa lấy tinh thần đi ạ. 3 2 1. Bình tĩnh. Ồ không sợ, trời ơi bắt. Rồi bắt lên. Trời ơi má ơi. Rồi cái con này nó lần đầu tiên. Rồi cái con này con gì? Con ếch. Con ếch. Rồi quá hay. Rồi chúng ta tiếp tục. Thời gian vẫn còn, thời gian vẫn còn. Tiếp tục đi ạ. Vậy. Thấy không ạ? Trời ơi bạn này gan dạo quá vậy. Một dụng cụ bất kỳ. Rồi cái này cái gì đây? Cầm lên đưa cho khán giả coi. Cầm lên. Cái gì tròn tròn dài dài? Tròn tròn dài dài mà cái đầu nó nhọn tròn đấy. Cái gì ạ? Không biết. Không biết, bỏ lại lấy vị trí cái, lấy cái khác. Đừng có bắt con ếch của tôi nữa, chết bây giờ. Lấy cái gì dễ hơn đi nào. Con thấy không gì? Không thấy rồi, ok. Lấy một cái gì đó dễ hơn đi ạ. Sao đè bắt con ếch tôi hoài vậy? Sâu xuống, vỗ tay, ủng hộ tinh thần đi nào. Rồi cái này cái gì? Cạo râu. Đồ cạo râu vỗ tay. Ban tổ chức đếm giờ giùm nha. Còn 30 giây cuối cùng. Cái này cái gì? Cà. Cây ca. Cái này có phải cái ca không ạ? Chén trà. À chén trà vỗ tay. 15 giây cuối cùng cho bạn lấy cái gì đó tiếp tục. Ôi ôi ghen dạ quá. Cây kéo. Cây kéo quá hay. Tuyệt vời, rồi hết thời gian dành cho bạn Liên và mời bạn qua bên kia vẫn chưa được mở nha. Đi đi qua bên đây. Không được nói gì hết. À. Rồi đi 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 anh chỉ mà. Rồi ok, đừng nhúc nhích. Sau khi một người chơi với những cảm giác la như vậy thì không biết tiểu muội có sợ không? Sợ mẹ. Rồi ok, bây giờ thử thách đầu tiên đã qua. 1 2 3 vô. Đúng rồi, xuống. Bình tĩnh. Em không sợ đúng không? Ê, coi chừng nó cắn. Lấy đi. Cái này là cái gì? À, cái lăn thử mùi. À, lăn thử mùi. Trời ơi, hay quá vậy. Tiếp tục nào. Một món rồi, bạn Liên bốn món, cố gắng lên. Thời gian đang trôi về những giây cuối cùng. Ôi, có chuyện đó cắn. Rồi lấy một dụng cụ lên và nói. Cuộn băng keo. Cuộn băng keo vỗ tay, quá hay. Ở trong này có một đồ dùng vô cùng giá trị. Lấy lên nào, lấy lên, lấy lên, lấy lên. Sao mà con ếch tu quậy vậy? Yeah. Con ếch. Rồi ok, bỏ xuống, bỏ xuống. 15 giây cuối cùng. Cái gì một cái thôi, bỏ xuống một cái, lấy một cái thôi. Em lại lấy hai cái. 3 Cái nào còn đâu?
cha, rồi sao ban tổ chức không đổi? Hết giờ rồi em móc gì móc hoài vậy? Mời em qua đây. Thấy móc được móc hoài. Ăn giấy em ơi. Trò này ướt át quá. Rồi. Rồi ok. 3, 2, 1, bắt đầu. À đừng có bắt con ếch nữa mà. Rồi con ếch bỏ xuống lấy một dụng cụ. Ở chị này chị trai rồi chị không sợ đâu. Ờ nó chân chân, lúc nào đó chị bắt con rắn là nãy giờ đó. Rồi cái ly luôn. Dạ rồi. Làm thử mồi, rồi sau lần này lấy cái này ra luôn. Rồi không bắt như cái con này nữa. Lấy đồ đi à, 30 giây cuối cùng dành cho chị mới lấy được có một cái làm thử mồi không. Cái này cái gì à? Giơ cao lên cho mọi người thấy. Mấy sản phẩm à? 1, 2, 3, 4 cái băng keo này không tính. Sợ không? Sợ cuốn chiếu. Sợ cuốn chiếu hả? Có sợ con rắn không? Không. Con rắn nó có độc chị không sợ hả? Nó có cái đầu nhọn nhọn, tròn tròn, dài dài, chân chân mà chị không sợ hả? Chân, không có chân. À nó không có chân, cuốn chiếu có chân đó, đúng không ạ? Ừ. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi xin mời chị bỏ đây cho cái nhà hùng rợn sợ chơi. Từ từ, từ từ. Cô chưa chị à, rất bình tĩnh, vẫn rất bình tĩnh. Con cuốn chiếu này to lắm chị, nó nặng 80 mấy ký. Cảm nhận được gì chứ? À, nó bự đúng không ạ? À? Rồi ok, bây giờ tiếp tục xuống sâu hơn. Mò đi chị, mình mò mình móc. Cảm nhận được cái gì đó? Lấy một dụng cụ ra đi. Cái này cái gì đó? Ban trẻ đến đâu? Ban trẻ đến đâu? Trời ơi, vỗ tay, vỗ tay. Ok, rồi ok. Bạn sợ những con gì? Từ từ từ, sợ những con gì? Sâu rón. Con sâu rón hả? Rồi chờ 30 giây ban tổ chức đổi nha. Em đổi cho anh nha. Và chờ 30 giây nha. Rồi ban tổ chức đổi chưa ban tổ chức ơi? Rồi bây giờ xin mời 3, 2, 1 quăng. Trời ơi, bà mò như bà đi mang đi chợ vậy. Con gì đây? Rồi con lưng. Tao bỏ vô, chúng tao lấy đồ vật mà, đâu có lấy con vật làm gì. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Giơ cao lên, giơ cao lên. Cái này là cái gì? Cái này phải đồ mốt không? Không chính xác.
Kẹp gì? Ăn ở. Ok, một đồ điệp. Cái này là cái gì? Cái mổ. Cái mổ, 2, cái 30 giây cuối cùng nha các bạn. Trời, bà này bà lo cho bà đi chợ hàng ngày vậy trời. Cái này là cái gì? Trời, dễ quá. Lo bia 10 giây cuối. Bây. Cái lược. Cái lược, chỗ tay. Rồi, hết giờ. Hết giờ rồi chị ơi. Bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? 4 cái. Rồi, vẫn chưa phá được kỷ lục. Rồi, xin mời tất cả các anh viên chúng ta xếp hàng qua đây. Trở lại. Rồi, mở ra. Rồi, cùng qua đây. Và bạn Châu. Bạn Châu đã là người chiến thắng trong trò chơi này. Và bạn là người can đảm và cũng như là nhân tài nhất và đấu giỏi nhất với 6 sản phẩm. Và xin trân trọng kính mời anh B sẽ trao bạn một phần quà 500 ngàn gửi tặng cho chị Châu và các bạn còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cũng rất là can đảm trong buổi tối ngày hôm nay. Và bạn 500 ngàn này dành cho 4 bạn còn lại. À, chúng ta 500 ngàn này chúng ta có thể là làm một chầu trà sữa vài bữa luôn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok, hết rồi ạ. Rồi ok, xin cảm ơn nhạc. Một bình bóng cười bằng 10 tháng thuốc. Hey. Rồi, cảm ơn. Tôi muốn loạn với ông. Cảm ơn DJ nhé. Tí ra nhận lương. Rồi ok, bây giờ trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã tham dự một cái chương trình team building vô cùng hoành tráng và vô cùng máu lửa. Như đã biết thì chiều ngày hôm nay thì đội Pyramid đoàn kết của chúng ta đã giành hầu như là chiến thắng tất cả các thử thách chính đúng không ạ? Tuy nhiên thì theo lời chỉ đạo quân Bi và cũng như là luật chơi của ban tổ chức sẽ chấm điểm từ lúc chúng ta bắt đầu bước lên xe, tham dự các game show trên xe và tham dự chương trình Team Building trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong chương trình gala tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có điểm cộng, cho nên ngày hôm nay chưa chắc Team Building đoàn kết chúng ta giành chức vô địch đúng không ạ? Xin mời Sơn hỗ trợ đem giúp hai phần quà lên đây. Đây không phải là bia đâu, không phải bia đâu, điện thoại đó, chúng tôi đóng gói như vậy đó. Chứ bia tặng làm gì đúng không ạ? Bia nhiều lắm rồi không tặng. Ở đây là điện thoại không đó, chúng tôi đóng gói lại đó, sản xuất ở công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Bình Minh. Để qua đây nè ông ơi, chưa công bố để qua kia. Rồi, cảm ơn nhạc. Ngoài hai phần quà này thì ban tổ chức vẫn còn một phần quà nữa dành cho đội nào, team nào chúng ta máu nhất. Sau khi nhận quà xong, tất cả các đội chúng ta sẽ cùng nhảy. Đội nào nhảy máu nhất, nồng nhiệt nhất, dành một phần quà đặc biệt nữa, ok không ạ? Và cái điều đó các quý vị, ngay sau đây đó là giây phút hồi hộp của tất cả chúng ta. Cho chương trình ngày hôm nay thì hầu như là 90% khán giả đều đón là Pyramid đoàn kết giành chức vô địch đúng không ạ? Nhưng mà ban tổ chức và những thành viên còn lại không nghĩ như thế. Và bây giờ chuyên vô địch trong chương trình Team Building trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về team. Em sẽ làm chưa? Team nào? Chắc chắn sẽ thuộc về team Bảo Tố. Nếu như không có sự xuất hiện của team Pyramid đoàn kết. Và ngay sau đây xin được trọng kính mời lên sân khấu anh Bi và anh Trọng sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao hai phần quà dành cho hai đội. Và xin được chúc mừng đội Bảo Tốt đã quên nhìn. Xin được trọng kính mời anh Bi và anh Trọng ạ. Hey, lên đi em nào. Lên đi. Rồi, chuẩn bị nha các bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình nha. Mời các bạn bên dưới luôn lên luôn ạ. À. Xin mời các bạn bên dưới luôn. Xin mời các bạn ơi. Hey 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 hey, tay đâu là tay đâu? Nhạc lớn lên này, nhạc lớn lên nè. Hey 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 hey, tay đâu là tay đâu? Nhạc lớn lên nè. Hey lên nè lên nè lên nè lên nè lên nè nhà tập công nhà. Hey hey, anh em mình làm cái gì?
chiến đấu loạn, sự tình người trong ngày mới. Thành phố đã muốn xa vời vời, với chiếc đôi đi phía bao vời và nụ cười đã trên môi. Tụi quê lê lê bó đang tại.